Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay của kỳ tài mới nổi Vương Chí Hùng. Trận đầu tiên, Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tiên, Vương Chí Hùng cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。Chưa đến đây, sát cục Vương Thiên Nhất buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Hồng Chí cầm đỏ đi tiên, Vương Chí Hùng cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục Hồng Chí buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Vương Chí Hùng cầm đỏ đi tiên, Vương Vũ Bắc cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。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 
将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, Vương Vũ Bắc buồn cười nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.